Dạ, Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay cũng gần Tết Trung Thu rồi, thì cũng có cô chú Mạnh Hùng Quân có gợi ý với Thủy, nhờ Thủy mua bánh Trung Thu để mà phát cho mấy trẻ em á. Thì hôm nay Thủy với anh Thiền đi qua chợ Bánh Tre để mà mình mua bánh về để phát cho mấy đứa nhỏ, được mừng vui nha. Thì con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi với vợ chồng Thủy nha. Dạ, Hiền kính chào bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Bánh Trung Thu á, thì thấy Hiền cũng bàn rồi là vô lò đặt cái cô chú anh chị chứ không có bên ngoài. Thì giờ đi qua bên bánh vô lò đặt rồi cái họ giao tới chỗ luôn. Hiền tới lò bánh này cô chú anh chị. Đây, đang đặt bánh, cô bà chủ đang ghi được 27 phần. Dạ, rồi sáng gầm Hiền chạy qua lấy, hôm nay mới vừa ca. Rồi Thủy đưa cho chị tận triệu rồi nữa chở bánh thì đưa hết luôn. Rồi, cô chú anh chị. Rồi bánh chay ha. Rồi, đưa cái mẫu bánh hồi nãy nha. Đây bánh như là sen, mỗi bé là 4 cái bánh vậy này cô chú anh chị. Rồi rồi. Không có rửa nữa em lấy thì em quay lại nữa không sao chị. Đây, Thủy mua thêm 3 phần để về ghé lên cậu Út á, cũng cho ngoại một phần, mẹ em phần với cậu Chín phần. Còn cái bánh cậu Mười phần á, cậu Chín phần. Còn cái bánh mà phát cho nó nhỏ thì bữa sáng qua chở, sáng gặp qua chở, giờ mình về nhà. Hiền chở về rồi nè ông bà cô chú anh chị, thì Hiền chở về nhà cậu Mở Út để phát cho mấy bé hôm nay á. Thì thùng về là bao nhiêu cái anh Hiền? Dạ, Hiền cũng kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Dạ, thì để hỏi thùng bao nhiêu cái thẳng thì Hiền cũng sơ với bao nhiêu hộp chứ không phải là bao nhiêu hộp. Sơ là cái nhà bánh của Văn Nguyên mấy năm trước thì Thủy cũng có mua bên đó phát. Dạ, thì cũng ăn ngon đó cô chú anh chị. Đây người ta cũng để là số lượng nè, 12 phần, 12 mỗi một thùng. Như là 12 hộp. 12 phần. Bên đây là 24 phần, với đó 3 phần, tổng cộng là 27 phần. Mấy bà cho ông bà. 27 phần. Thủy với anh Hiền cũng mua tặng cho cậu Mở Út một phần, với mẹ Thủy một phần, với cậu Chín phần để cúng bà ngoại, với cúng cậu Mười, với cúng bác Tư, bác Ba. Còn cái của con. Cái uống trà, cái cuối cùng. Và thêm kẹo cho mấy đứa nhỏ tại còn dư tiền á. Đây là đồng đèn. Đồng đèn hôm nay thì phát đồng đèn cho mấy đứa em bé nhỏ thì đốt bằng đèn cày thiệt. Đồng đèn con cá chép được á. Dạ. Hôm nay hoa nè. Thầy Thủy ổ bảo con gắp cái cho cha coi bà. Đây là người ta cho là 100 cây đèn cày luôn hả? 100 cây đèn cày. Cho mấy đứa học sinh. Cho 50, 50 tính tiệm đó. Mốt. Mốt. Gì? Dạ ngoại Út. Để con sẵn đồ cho mấy đứa nhỏ hả? Dạ. Con nhờ người ta mời là 4 giờ, bây giờ 15 phút nó 4 giờ. 4 giờ cái người ta tới cái gì? Ừ. Rồi, Thủy lấy cái hồng bánh coi coi con ta coi cái phần quà. Bánh kia. Bánh kia. Còn bên đây cũng được luôn. Lớp 2 còn học không ta? Có lớp rồi, lớp học buổi chiều bên dưới, bà Lộc thì học buổi sáng không à. Nhiều khi nó học, nhiều khi nó về 4 giờ nó về hơi trễ. Đây bên đó, đúng rồi đây. Đây một bé về làm dạ, bốn bánh này có chú anh chị. Bốn cái. Đây. Cái người ta có để mà chữ này nè, hạt sen, một trứng. Hạt sen một trứng, tổng cộng là 4 cái. Giờ thêm cái rồi thì lấy cái chung thì một bé là một hộp như vậy và một cái lồng đèn. Đây lồng đèn có bảo như này, cái móc nữa. Cái móc nó nằm đấy, lấy cái bao bì bỏ vô coi dẹp cái này. Trong bao. Nè. Ở đó luôn á. Đó đó. Một có cái giỏ bằng vải. Để đếm vô. Rồi, nó bảo lấy cái móc báo cầm lại coi. Đây là một phần. Đây cậu Bảo cầm cho đúng bài luôn phần nha. Biết không con, từ từ nha, để gãi thôi. Gãi nha con. Gãi cái này nó móc không được.
giờ thì sẽ lấy cái này lấy cái đó lên ngoại với cho mẹ bánh cúng cho cậu mời. Em sắp vô cái vỏ hết đi. Thu cho thử cái bánh gì. Rồi giờ cho mày bảo nè, mày cặp này thử cái này qua quay nha, thấy sao nha. Đó, đây là một phần của chú anh chị, và thêm cục kẹo nữa nha. Ủa này mở. Rồi vậy đó. Rồi để hồi bạn tới mời mời cái con. Cái này mở thì cái này à. Đây nè. Phải không? Không phải. Đây nè, mở lên, mở lên. Ừ, mở lên. Đó. Đó. Đúng rồi. Đây. Đây. Để vậy luôn rồi này. Cái này cái gì? Đậu xanh đá dứa. Mấy trứng, mấy trứng, mấy trứng. Hai trứng. Hai trứng. Đậu xanh đá dứa. Này thập cẩm. Thập cẩm hai trứng luôn. Rồi. À vậy đó, coi đây là kẹo kẹo mút coi chú anh chị. Hả? Hút quẹt. Hút quẹt. Hút quẹt thôi đốt đèn hả? Rồi là quẹt đâu có tặng con ở nhà mình có. Ha. À. Rồi giờ thấy lên nước ngang ngoài đi ha. Trời hồi tự do cái mình phát. Cái này dạ, thưa cô chú anh chị, bánh hôm nay là số tiền của Mạnh Thường Quân. Tức là chú team ở bên Úc gửi 100 đô Úc. Lúc đó thì đổi là 1.550.000 là tiêu gửi 50.000 á. Và chị Nga ở bên Mỹ gửi 50 đô Mỹ là 100 đô á, hiện đổi là 2.430.000 cũng như là 50 đô là 1.215.000. Và một chị ở Sài Gòn xem dấu tên đấy cô chú anh chị gửi được 1 triệu, tổng cộng là 3.765.000. Thì cái phần bánh là mua mỗi một phần á là 137.000, mua 27 phần đó, người ta có ghi giấy cho hiền nhớ mua 27 phần là tổng cộng là 3.699.000 như 3.7 á, còn dư lại 65.000 cái thủy hiền ước lại mua kẹo luôn. Cho đủ tiền cho em bé tổng cộng hết đây này 58.000 với mấy cục kẹo lẻ nữa nè, đó là chẳng là 65.000 là tổng cộng hết số tiền đó cô chú anh chị. Dạ. Thì, rồi nhờ đem bánh cúng ngoại cái. Đem bánh cúng ngoại. Dạ. Thì cũng xin cảm ơn cô chú, tức là chú Tim, sau là chị Nga ở bên Mỹ và chị giấu tên ở Sài Gòn. Nhờ phần tiền của chú là chị cho mấy bé ở vùng sâu này cô chú anh chị. Thì nói sâu quá thì cũng không sâu quá, mà nói ở ngoài cũng không khó. Hàng năm á có dịp thì người ta có tặng ở chỗ như trường học hay là ủy ban nữa, có mấy em tên này tới, đôi khi số lượng ít quá không có. Rồi năm nay mới thủy quyết định lên đây phát cho mấy em ở đây và chú anh chị. Dạ, thì một lần nữa xin cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Ê, con làm đi con, mình để đi ngồi bạn tới tí nè. Chào mẹ. Mẹ mới rút lá vô à. Căn có mua bánh trung thu cúng cậu 10 à. Bữa nay chắc cậu chín qua không được á, kêu cậu Út đem bánh rồi bánh cho cậu. Nhà cậu Út có gửi giùm. Út đem nhẹ nhàng vuốt không có chỗ phơi thôi mẹ vuốt lá nhiều không mẹ? Vuốt lá nhiều không? Vuốt cả đống rồi mà. Mà chốt đi đốt. Đốt mẹ mới ngủ. À, bây giờ cũng có mấy em tới nè cô chú anh chị. Vui ghê chưa? Giờ thấy chế sạn phát. À, để em ngồi hai bên vậy cái thấy đi phát luôn đi. Ủa Bảo. Bảo gắn thằng đèn cho bạn luôn hả? Bảo gắn luôn hả? Vậy lên bàn phần vậy đó. À, với cái vỏ làm đèn. Bóc cho bé cục kẹo cầm gợi ngoài cho nó cầm luôn với ba cây đàn cây thôi. Ba cây ba màu. Két hả? Đó. Phát chung á. Bảo bỏ ba cây đàn cây trong đây nè. Hiểu không? Ê giờ phát cho mấy bé ăn cục kẹo trước đi. Ờ à, đúng rồi cho nó kẹo trước đi. Ôi, bé đó đó hả? Ba cái ba màu nè. Đây cũng nhờ nhân mà báo cho nhân quay lại nhân.
À, cháu cho mà bà con lấy cháo đây đó cô chú anh chị. Còn có bằng cháo luôn. Cái nào chưa bỏ. Rồi bắt đầu tiến hành phát đi. Có kẹo rồi phải không? Những cái lồng đèn cầm vậy đó. Bảo thì nhiệm vụ gắp lồng đèn. Bà luôn á hả? Bà tặng cho con một phần bánh trung thu để ăn Tết trung thu. Ui đâu rồi? Cảm ơn bà, hôm nay đây cảm ơn bà. Cả hả? Ôi trai quá. Con mấy con kêu cả lồng đèn đi chứ nhẹ. Mẹ hỏi cúng cùng mười có cho lồng đèn không? Cái gì đó không có lồng đèn. Để hồi thủy tặng mẹ quá. Đây cây đây, bé này ngoan nè. Phanh tay đi, dạ dạ bà đi, dạ bà cảm ơn bà. Cảm ơn bà đi rồi rồi lấy. Rồi còn mấy ấy? Đây là phần quà của bà. Đi đi bà, phát cho bé nào bé ơi. Có là đàn cày đúng chưa? Bỏ ba cây đàn cày trong đó luôn nha. Rồi. Nặng á, nặng không chị ơi? Nặng á. Rồi hai mới tới hai ơi. Rồi. Con năm có được có ăn lần nha. Đây. Ông luôn hả? Đây là hai phần. Rồi, đưa đám phần tương đi hồi đưa cho đám phần đem về cho để tay nước ngập không chảy gì được. Đây nước ngập vậy nè cô chú chị, lên tới tới bờ vườn của bờ mai có bốt rồi nè. Rồi ở chỗ sâu có nước đi không được, chạy xe không được. Dưới nước ngập không được. À. Ờ cháu. Dạ, con á bác ơi. Này con của con Dân nè. Phải không? Con Dân còn con giống mẹ nó được. Con Dân hai đứa, Hội Diễu hai đứa hay sao không ha? Không có cho hai nữa, nó không hai đi học chưa về không á. Hai lạnh giùm nó. Giờ cầm mấy này đi. Hai là hai lạnh giùm cho hai đứa đó. Đứng xuống đây chứ. Mẹ nó có về nhà không? Mẹ con đi làm. Mẹ con đi làm. Con đi về. Nó giống mẹ nó hết sức luôn á. Giống thò hết sức giống luôn. Đứng xuống nãy mà mỗi giờ. Thì hãy chơi đi. Xuống ngay xuống không? Đứng chơi, chơi đi. Có một kẹo chưa? Cho nó một kẹo cho này. Rồi. Bé này nè. Rồi. Hả? Đâu? Đây nè. Ê, đưa bạn bà cho người ta chứ đưa mà. Ngậm kẹo rồi đó. Cầm, nói em cầm cái lồng đèn. Rồi cầm bánh chưa? Có lồng đèn rồi kìa, bánh chưa có nè. Bánh rồi con. Yeah. Dạ cái coi. Rồi. Ôi giỏi thế hả? Con hồi Út bỏ con đây. Vậy là ở đây đủ rồi phải không? Ừ. Trong đây đủ rồi. À vậy là chưa có ai nữa ha. Được mấy thằng rồi. Nhanh con không chở con em lên đó nha. Dạ không, nước ngập quá trời. Thôi, em chở nước được. Lên quá trời. Thôi chúng ta cầm gì cho nó nha. Dạ. À. Bển gần xong rồi đi cái biển bển đây. À. Em nhân đi ngày nãy giờ phụ nhiệt tình để cho nó để cho hết trơn. Rồi. Đi cho Túc Mai. À, Túc Mai thì bữa nay không có đi. Đi học về không kịp. Rồi gửi cho chị Ba thôi, chị Ba. Đúng rồi, chị Ba. Chị Ba cho Túc Mai nè, chị Ba cảm ơn đi. Đâu rồi? Chị Ba cảm ơn thế Túc Mai đi nè. Cầm lồng đèn nào quan chứ trời. Ê, cầm lồng đèn đâu chứ. Khỏi hả? Con của mà bác hai nè. Cháu.
cháu cái này là cái là thằng Diễn á là con, tính nó là hai đứa là cháu, cháu nội. Hai thằng, hai đứa bạn. Nay học trễ thì 5 giờ rưỡi rồi đi. Có lấy hai cục kẹo chưa anh ba? Chưa. Phải có cái rồi bỏ tổng rồi. Quay. Cháu thứ hai ba đứa, ba đứa là chị lớn hai đứa. Thấy bác đi đưa là hai người vậy. Cái lúc kẹo đứa nào có một cục thì bỏ trong đó. Bỏ cần câu vô chưa? Chưa. Không có cần câu gì nhà, lấy cần câu. Lấy cần câu cho cái lóc có câu coi. Bả là thứ hai có lồng đèn chưa? Bỏ tấm trên ba hỏi anh bà. Có rồi. Cái gọng mày đúng rồi đó. Đấy gọng lộn á, cái bên đây á. Có rồi, nãy anh ba đưa kẹo luôn rồi. Rồi, thế mai vậy nhận rồi, nói tụi nó lấy một con hả mai? Không, bà nội không có đâu. Bà nội đi học cái của cháu đây này cho. Thế nội có. Mai chịu cầm lồng đèn đi vòng vòng con trâu. Bà nội có đúng rồi, nội gì à? Rồi, nội gì đi nội. Chào cô, con về cơ. Rồi, cảm ơn con. Ờ, bển nãy là nó mênh mông luôn á. Trời, nước lên tới lọ lên láng luôn. Dính ngập hơn. Bển nãy giờ mênh mông cái này. Chú Tiểu. Đưa cho con đưa em đưa bánh này thế. Đưa thử ra nó làm được à. Cho con kẹo trước, nhận trước đi. Đây đây nè con. Đây cho con học bánh rồi nè. Để con về chơi, đáng về chơi. Tiểu. Giờ mình để cái lồng đèn vô cái vỏ đi rồi cho nó gọn đi. Chứ mình gắn gì nãy mấy bé nó cầm về nó bị khi bị rách. Có đứa nãy nó rớt rồi. Rồi con chó này nó gắn nguyên rồi. Để cho con một phần nha. À, còn bé này con tên gì Thanh? Thanh còn nhỏ tại nó cao. Chọn chưa? Chọn cái bé ấy vô nhỏ tủ mà lấy con. Cho con một phần về bánh trung thu về ăn cho luôn nha. Vâng cô. Chó đáng yêu nè. Phải rồi, nãy giờ tới đừng chó không à. Trời ơi. Con khen cái bà Út có nở mũi luôn mày, mặt thiết nhiều nữa. Cục vàng đó. Mọi người chưa ghét có một quặng đường á chị nhỉ. Trời ơi. Đâu quặng. Bây giờ có hai bé tới con với anh chị. Em có xem mà chỉ thôi. Chắc em muốn học về á. Thì phần về thì để vô lên đây lồng đèn và kẹo trong đây sẵn luôn đặng cho nó tiện cho mấy bé. Lồng đèn trong gói con về xách ra ha. Tới đó ok. Cho hai bé. Em mới có đi học về xong cái nãy vừa đợi đợi nay sao học tiết năm nó hơi trễ phải không? Em rước bé lên mà dán giùm con bà chị nữa nên đi về trễ nè. Tung thu vui vẻ nha con. Dạ, cô chú anh chị có bé cũng gần nhà nè, mà nó thật thì nó đang bị đau mắt rồi, cái ba mẹ nó sợ lây mấy đứa bé khác á, không dám cho qua lãnh quà, thôi thì cầm qua đưa ba mẹ nó cho nó để tự nghiệp đó. Cái có đủ tên hả thầy, trong lồng đèn trong luôn không? Có rồi, lồng đèn với kẹo lên đó. Rồi. Nha. Giờ cũng có dì Nhung qua mà cháu dì Nhung đi học chưa về, thì Nhung tặng cho cháu đi ha. Trời cũng tối rồi, rồi mà về chưa tới, thôi bà ngoại lãnh giùm bà ngoại phải không? Bà ngoại. Dạ. Tính có nó đặng nó hát rồi. Trời ơi, hát hay lắm. Trời ơi. Gửi cho bé tên gì? Cảm ơn bé Yến, Ngọc Yến. Yến, nghe Ngọc Yến. Gửi cho bé Ngọc Yến. Rồi còn đây là cháu của Út Lụa. Mẹ mượn mẹ nhận giùm phải không? Mẹ nhận giùm. À, anh thợ làm nhà cho mẹ đi, cô mắc chuyện xuống được thôi chú anh chị. Mẹ cũng thay mặt cảm ơn phải không? Rồi, này coi Bảo nè, Bảo nhận phần quà của Bảo rồi nhận giùm cô Quyên. Quay quay với sao? Dạ. Ở đây là của thì cô chú anh chị cũng có cho Bảo một phần với Vi một phần. Bảo con gà Vi cái hình bông lần cậy, ủa cái lồng đèn con gì nè, cái bông hoa gì á, tao chiều tao hiếu ăn rồi. Sao cảm ơn sao con?
Cảm ơn ông bà. Cô chú. Cái chúc hả? Bà ngoại nhận giùm, bà ngoại cũng cảm ơn đi. Dạ cảm ơn thím ba. Dạ. Rồi cho lại thăm nó nha. Rồi còn mấy phần gửi lại thăm mà ha. À cũng là giờ gửi không à cô chú anh chị. Rồi sắp lên đây cho bà nghe. Cho con cho em gửi cho cháu của anh Tư gì đó anh Đạt. Cháu Tư Hùng cho nó hát nó sắp cho bà nghe. Nó coi nha. Sao? À biết là con muốn cầm lại. Đây. Đây. Nó bổ, không hỏi là sao ta nó sắc sắc cho bà coi. Đó vậy đó. Ok đúng rồi đó. Gửi Kiên thì em cầm về. Tối em qua. Không, ở trời đưa anh ba cầm luôn anh ba. Đưa cho thằng Kiên á mà nó cài ba anh gửi giùm. Đốt đèn nha. Còn nó tài cao không biết không? Cái áo ngoài chợ là đốt đặt hết rồi. Đèn này kêu từ nhà đi dài ra ngã ba đó cho. Nó bệnh nên không có đi vô được. Rồi nãy nó mới báo cho điện cho anh ba biết nè, con chú anh chị lên được nhà nó sang lãnh giùm. Anh ba cảm thấy giùm cho nó. Thôi vậy anh cũng thay mặt hai đứa cháu và cảm ơn khoanh tay đủ đàng hoàng mãi. Với vợ chồng em Hiền ha. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Rồi còn 5 nhận dành cho hai đứa bé ở Tinh Lộ, nó kiểu như nó không có cha mà mẹ nó thì cũng nghèo á, thấy tội nghiệp quá rồi mới xin mà cho hai phần cho bé đó. Một trai bé là một hai bạn trai một trai hai đứa con gà đi à. Một lấy 6 cây đàn cày rồi mở vậy là mà ấy mở đem anh con ha. Dạ, sợ con đi làm nước nhạn lên sáng rồi. Con nhân có phần chưa? Rồi, qua lãnh rồi. Bé nó qua lãnh quà nó khen chó đẹp không nãy giờ. Cưng quá. Hai đứa bé tên Lộ. Con thăm đâu? Nó không có đi đâu á, về quê nó không có nhà. Con Lạc hồi nãy nó bệnh, con đem qua bệnh rồi. Chị Tâm vừa cho Dung nói hai đứa con nha, Phúc nó đi học về chưa kịp thì con cho con gửi rồi vậy giờ gì cũng là thay mặt ha, cảm ơn đi. Nó muốn qua nhận mà nó ra qua không kịp. Ừ. Rồi cảm ơn thím ba thích vô vậy giùm thím ba. Rồi thím ba cảm ơn đi. Rồi. Cảm ơn hai chồng con luôn. Dạ. Thôi vậy chị chồng đi chồng con. Không có mấy đâu thì chồng lần đèn thế bé đi. Rồi. Rồi cảm ơn nhiều nha. Ừ, cảm ơn hai chồng con luôn. Dạ. Dạ. Thì hôm nay Thủy phát cũng hăm mấy phần, hăm 6 phần thì còn lại một phần thì Thủy gửi lại cho nhà mốt á. Thì bé nào đi học về tể thì lại nhà mốt mốt phát giùm. Thì hôm nay con cũng xin cảm ơn chú cô chú Tim ở bên Úc và chị Nga ở bên Mỹ và một chị ở giấu tên ở Sài Gòn. Thì một nữa con cũng xin cảm ơn rất nhiều để mà gửi tiền về phát cho mấy bé tung thu gầm tung thu tháng 8 này. Thì một lần nữa con cảm ơn rất nhiều và hôm nay clip Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ, thì cũng xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha.